Đây là tất cả những chậu rau muống vào thời điểm mùa hè, tháng 6, tháng 7, tháng 8, là trong vòng 3 tháng là nắng nóng đẹp nhất để cho cái cây rau muống nó phát triển. Như các bạn biết đây, trong vườn nhà mình thì mình trồng gối rất là nhiều. Chỉ có tranh thủ thời gian vào lúc mùa hè thì mình sẽ trồng gối tất cả những cái cây rau muống như thế này. Mình gieo hạt trồng bằng thùng xốp, bằng thùng nhựa và những cái chậu không đục lỗ. Dùng bằng cách bán thủy canh khi mà cây nó phát triển tốt. Như thế này thì sẽ có rau cho mình ăn thường xuyên. Đây là tất cả các chậu rau muống mình trồng gối. Cứ được chậu nào thu hoạch thì mình lại có những chậu kế tiếp. Tranh thủ trong lúc nắng nóng mùa hè thì mình sẽ gieo liên tục như thế này. Thì nó có thể đến gần mùa thu mình vẫn có cây rau muống để mình ăn. Rất là lon. Đây là giống rau muống tre. Đặc biệt là sâu bệnh cũng rất là ít. Khi mà cây phát triển cao thì các bạn có thể bơm nước vào đầy chậu để cho dùng bằng hình thức trồng bán thủy canh. Đây là những chậu mà mình không đục lỗ. Gần như là mùa hè, thời tiết nắng nóng thì mình sẽ trồng bằng cách này thì cây rau nó phát triển nhanh hơn, non hơn và mập hơn. Khi cây mà phát triển như thế này rồi thì các bạn yên tâm là có đầy nước cũng không sợ, bởi vì thường rau muống nó có thể nó sống ở dưới ao. Không cần thì phải đất, nó chỉ sống bằng ở dưới ao bùn. Và cái thức ăn cho cây rau muống thì các bạn tốt nhất là dùng cái loại mà thức ăn hòa tan, nó giống như phân đạm, phân ure của mình đấy. Trong túi như thế này thì các bạn có thể pha chế ra nước để mà mình tưới cho cây rau. Thậm chí là những cái thức ăn mà nó bằng nước như thế này, mình pha ra mình đều bón cho rau được hết. Tùy theo các cái chậu, khi các bạn mà pha 20 lít nước thì các bạn phân đạm thì các bạn cho khoảng 2 thìa ăn phở. Hoặc là những cái nước như thế này thì nó đều có cái sự chỉ dẫn ở phía đằng sau. Đặc biệt nhất là cái món nước thánh này, nếu mà các bạn có thể tận dụng, trồng được, dùng được thì cũng rất là tốt. Nước giải để lâu, các bạn có thể pha ra nước để bón cho cây rau muống hoặc là tất cả những cái cây rau ăn lá cũng rất là tốt. Và sau khi bón thì các bạn nên để 1 tuần sau hoặc 10 ngày thì các bạn nên để cách quãng như thế thì các bạn mới được ăn những cây rau. Thậm chí là khi các bạn bón thì cũng đừng lên đổ lên tưới lên những cái phía lá rau. Mình tận dụng làm sao tưới ở dưới đất hoặc là dưới sát gốc, đừng để cho những cái phân nó dơ bẩn bám lên cây rau. Đấy là chuẩn và hiệu quả khi các bạn trồng rau muống tại vườn vào những các quốc gia có thời tiết lạnh như ở Anh Quốc. Xin chào bà con. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách mà gieo hạt rau muống trực tiếp từ hạt, không phải qua thời gian mà mình ủ cho nó lên mầm. Như các bạn biết, bắt đầu vào thời điểm mùa hè tháng 6 thì nhiệt độ 20 độ đổ ra. Thì cái hình thức như này là các bạn có thể gieo hạt rau muống trực tiếp xuống đất, không cần phải qua công đoạn ủ nữa. Nó mọc lên cũng rất là nhanh và cái thời tiết đủ ấm thì nó sẽ phát triển nhanh hơn là các bạn gieo trong thời gian thời tiết nó còn lạnh khoảng 13 14 độ. Như thế này thôi. Đơn giản từ một cái gói hạt rau muống các bạn mua. Đây là cái gói này, nguyên tem, mình chưa bóc tem mà mình mua ở trên mạng người ta bán, hoặc là các bạn gửi từ Việt Nam, mình đã gửi từ Việt Nam sang rất là nhiều. Đây là một
túi hạt rau muống. Các bạn có thể lựa chọn rất nhiều loại giống rau muống khác nhau. Nó có giống rau muống trắng, giống rau muống đỏ và giống rau muống tre. Những cái giống như thế này thường là mình gieo hạt ăn nhanh, mình trồng bằng cách bán thủy canh. Có thể là mình trồng trong cái chậu cho một lửa nước khi mà cây nó phát triển. Đơn giản, hạt rau muống lấy ra các bạn chỉ cần rửa sạch sát, vo cho nó hết cái vỏ bẩn ở phía ngoài nó bám vào, và các bạn ngâm qua đêm, ngâm từ tối nay đến sáng, là sau đó là các bạn bỏ ra ngoài mình gieo vào đất. Sau một đêm mình ngủ thì cái hạt bắt đầu nó chuẩn bị tách ra, cái vỏ hơi nứt ra một chút thì các bạn đưa ra ngoài đất gieo trực tiếp. Cách này thì các bạn lưu ý một chút là nhiệt độ phải từ 20 độ C đổ ra. 20 độ C đổ ra thì là chuẩn để cho cái công đoạn mà mình gieo. Cái đất để gieo rau muống thì các bạn nên chọn cái loại đất mà nó đề là Seed Sowing Compost. Cái loại đất này là nó dành riêng để cho gieo hạt. Khi các bạn lựa chọn đất để mua thì thường cái giống rau muống này là nó ưa cái loại đất đặc, kể cả đất compost nó có một chút phân hữu cơ pha sẵn, nhưng nó là loại đất lặng, đất đặc, chứ không phải là đất bông, đất xốp khi các bạn sử dụng để trồng cái hạt rau muống như thế này. Và đơn giản như thế này thôi. Đất này nó rất là nặng. Một cái chậu nhựa như thế này, mình thường mình gieo chậu nhựa như thế này, rồi chậu tròn, rồi mình gieo cả thùng xốp. Các bạn cho đất vào phía dưới khoảng tùy theo cái giống rau muống thì các bạn có thể cho nhiều đất hơn một chút so với lại tất cả những rau mùi cải cúc. Sau đây 15 cm đổ ra. Tối thiểu là các bạn cho 15 cm chiều dày của cái đất trước xuống cái chậu như thế này rồi. Và sau đó các bạn sẽ phun qua một lớp nước cho nó ẩm đất ở phía dưới trước. Sau đó hạt rau muống các bạn sẽ rải đều. Các bạn lưu ý là đừng rải dày quá. Ít nhất là nửa cm hoặc là 1 cm một hạt thì là nó mập hơn khi cái cây rau muống nó phát triển. Các bạn là gieo dày quá thì nó đều mọc lên hết, nhưng mà khi đó nó sẽ bị vón lại nhau và nó sẽ bị ốm. Thì cái tốc độ khi mà rau muống nó lên rồi nó phát triển không được mập thân. Thường rau muống thì mình sẽ gieo như thế này luôn thôi, chứ không có phải qua công đoạn các bạn là đánh ra trồng lại thẳng trực tiếp như thế này. Khi mà cây nó phát triển cao thì các bạn bón phân và thức ăn, và sau đó là mình sẽ cho nước vào để mình chăm thì nó rất là mập và non. Rất nhiều clip mình đã chia sẻ về cái cách trồng rau muống, nó cũng có rất nhiều kiểu tùy theo các bạn ở từng quốc gia, thời tiết khác nhau. Thì các bạn có thể vào YouTube của mình đây tham khảo các cái video mình chia sẻ từ trồng cho khi thời tiết lạnh và trong nhà lồng nhà kính, hoặc là các bạn gieo trực tiếp ra ngoài vườn như thế này khi mà thời điểm mùa hè bắt đầu nắng nóng. Đã vãi xong thì các bạn sẽ phủ lên một lớp đất. Lớp đất dày đúng khoảng một đốt ngón tay, nó rơi vào khoảng 2 cm đến 3 cm là được. Các bạn không cần cho dày quá thì cái quá trình nó lẩy mầm, nó đội lên, nó mất lâu thời gian hơn.
và đôi khi mình phải cho đủ tầm, thì cái hạt mầm khi nó lẩy mầm thì cái vỏ nó sẽ bật ra, nó sẽ không bị dính theo cái mầm của cái lá cây khi mà trong quá trình nó phát triển. Như thế là chuẩn để cho các bạn gieo cái hạt rau muống. Sau đó các bạn phun qua một lớp nước. Các bạn lưu ý là dùng cái vòi nó nhẹ, đừng dùng vòi mạnh quá là nó sẽ tẹt hết cái đất lại, thì nó làm cho cái hạt rau nó khó tròi lên nhanh. Như thế này thôi, thì các bạn để ở ngoài trời khi nhiệt độ mà 20 độ đổ ra rất là nhanh để cho cái hạt rau muống nó lẩy mầm. Cái cách của mình thì mình dùng một tấm mica cứng như thế này, nó có độ trong để cho cái ánh sáng nó lọt xuống, thì các bạn là đậy lại để cho nó không bị nhanh khô nước trong một ngày khi mà thời tiết nắng nóng. Và các bạn dùng bằng cách như thế này thì mình đỡ phải phun nước hàng ngày 2-3 lần. Thường thì như thế này thôi, mình chỉ phun một lần buổi sáng như thế này thôi, ngày hôm sau khi nó khô thì các bạn lại phun tiếp để cho nó đủ cái độ ẩm. Thế là cái cây rau muống trong vòng vài ngày nó sẽ mọc mầm lên rất là nhanh. Và đây là cây rau muống khi mình gieo trong vòng 2 tuần. 2 tuần vào thời điểm thời tiết ấm áp thì các bạn biết là nó mọc lên rất là nhanh. Nhanh hơn cả những cái chậu rau muống trước mình gieo đến cả tháng. Khi mà mình gieo trong thời điểm nó còn lạnh thì cái phát triển nó chậm hơn. Và mình gieo đúng thời điểm nắng ấm thì các bạn biết là nó mọc lên rất là nhanh như thế này rồi. Như thế này thì bây giờ là các bạn sẽ bón phân. Đầu tiên có thể mình cho một chút phân đạm. Các bạn bón pha nhẹ thôi để cho nó xanh. Sau đó thì các bạn sẽ tưới dần khi mà cây nó càng ngày càng phát triển. Đây là chậu rau muống khi mà mình gieo còn thời điểm 14 độ. Thời tiết nó rất là lạnh. Như các bạn biết đây, cái quá trình nó phát triển rất là chậm. Thậm chí là mình gieo trước đến cả 3 tuần, gần 1 tháng so với lại cái chậu mình gieo vào thời điểm nhiệt độ ấm. Như các bạn biết đây, thời tiết lạnh thì nó cứ bị lụi dần đi thôi. Nó sẽ bị thối gốc và thậm chí nó không phát triển được. Khi mà thời tiết nó không đủ độ ấm, cái hạt rau muống thì thường là nó ở những cái vùng nhiệt đới. Như Việt Nam mình thì các bạn biết là gieo vãi rất là nhanh. Còn ở xứ lạnh thì các bạn phải biết cách để mình căn thời tiết để cho gieo được cái rau muống nó phát triển lên. Đây, cả một cái thùng rau muống như thế này rồi thì nó cũng lụi chết đi rất là nhiều. Là khi mình gieo không đủ nhiệt độ, thời tiết nó vẫn còn lạnh. Dưới 14-15 độ thì gieo cái rau muống bắt buộc các bạn phải để trong nhà lồng, nhà kính, hoặc là phải được chăm sóc đặc biệt. May là đúng thời điểm này thì thời tiết nó ấm áp thì một số cái cây rau nó còn lại đây nó đang phát triển trở lại rất là nhanh. Và đây là những chậu rau muống nhỏ mình trồng theo bán thủy canh. Chậu không đục lỗ. Bắt đầu thời tiết 20 độ đổ ra như thế này rồi thì có thể mình cho nước vào. Rễ nó đủ khỏe thì các bạn cho nước đầy vào phía lưng chừng chậu như thế này thì cái cây rau muống nó phát triển lên cũng rất là nhanh. Nhanh hơn so với lại mình trồng cạn. Bằng cái cách rất là đơn giản và dễ để cho các bạn gieo tất cả những cái chậu rau muống tại vườn, đặc biệt nhất là xứ lạnh. Hàng năm thì các bạn nên lưu ý bắt đầu cuối tháng 5 đầu tháng 6 là các bạn bắt đầu có thể gieo được cái hạt rau muống như thế này rồi. Các bạn cũng đừng lên gieo sớm quá. Trường hợp mà nó còn lạnh thì gần như là nó phí cái hạt giống của mình trong quá trình mình gieo và nó không phát triển được. Mình chỉ cần mình gieo chậm một chút thôi nhưng mà nó sẽ nhanh hơn cả tháng so với lại các bạn gieo trước đấy một tháng mà khi thời tiết vẫn còn 14 độ hoặc là dưới 15 độ. Như thế này chuẩn nhanh và cho mình được những cái cây rau mình thu hoạch vào đúng thời điểm mà thời tiết nắng ấm mùa hè. Thậm chí nếu mà các bạn gieo sớm một chút vẫn cứ được thì các bạn lên để vào trong nhà hoặc là trong những nơi mà có độ ấm, mái che thì cái rau muống nó phát triển nhanh hơn, chuẩn hơn. Như thế này thôi chẳng mấy chốc là mình có rau thu hoạch. Hàng năm thì nhà mình cứ gieo gối để mình ăn tại vườn.
Chứ rau muống thì cũng cực đắt, đắt ngang với lại vàng ở Anh Quốc. Khi các bạn đi ra ngoài siêu thị mua một mớ rau 4-5 đồng bảng chỉ được có một lẹn thôi, mà mình ăn một bữa thì phải 5-7 mớ, thậm chí cả chục mớ. Chính như thế thì mình sẽ gieo cái hạt rau này thường xuyên để có những bữa ăn phục vụ gia đình trong những ngày tháng, đặc biệt nhất là sống xa quê hương, mình luôn phải tìm lại những hương vị Việt, văn hóa Việt và ẩm thực Việt. Cảm ơn các bạn luôn quan tâm theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh để được cập nhật những video kế tiếp hoặc là những video đã đưa lên. Mình có hơn 200 video tất cả chia sẻ tất tần tần các loại rau Việt sống và trụ được ở xứ lạnh. Xin chào.